9 bài học thông thái đắt giá cho cuộc đời ai cũng nên nghe một lần. 1. Tất cả chúng ta đều có xuất phát từ dưới thấp. Đủ quyết tâm, kiên nhẫn, bạn sẽ thành công. Chẳng ai có thể một bước lên tới trời. Thành công thực sự chỉ đến với những người sẵn sàng bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất và chấp nhận vượt qua mọi khó khăn. 2. Đức Phật nói, tâm là tất cả. Bạn sẽ trở thành những gì bạn suy nghĩ. Để sống hạnh phúc, bạn nên lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ đúng đắn. 3. Khi bạn giải phóng người khác khỏi nhà tù của sự thù hận, bạn sẽ giải phóng chính bản thân mình. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là cho bản thân cơ hội được an nhiên. 4. Lời nói không có giá trị. Để phát triển, bạn phải hành động mỗi ngày. Thành công không tự đến với bạn, nó chỉ đến với những người liên tục làm việc. Đức Phật dạy, tôi không tin số phận tạo nên hành động của con người, nhưng tôi tin rằng hành động của họ làm nên số phận. 5. Bạn nên nỗ lực để hiểu quan điểm của người khác. Hãy lắng nghe và hiểu tiếng nói của người xung quanh. Tập trung để có được hạnh phúc quan trọng hơn cố gắng có được quyền lực. 6. Người chiến thắng được bản thân sẽ là người mạnh nhất. Để làm được điều đó, bạn phải kiểm soát suy nghĩ của chính mình. Loại bỏ những điều không phù hợp với nguyên tắc sống mà bạn theo đuổi. 7. Đừng tìm kiếm những điều xa xôi, hãy nhìn vào trái tim của chính bạn. Bình yên không phải là những thứ thế giới ngoài kia đem đến cho bạn, bình yên tồn tại trong sâu thẳm bên trong trái tim bạn. 8. Cuộc sống luôn có những điều xứng đáng để cảm ơn, ngay cả khi chúng ta không thừa nhận. Hãy lạc quan vì chúng ta vẫn còn cuộc sống, vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc. Một trái tim biết ơn cuộc đời sẽ khiến bạn trở nên thật tuyệt vời. 9. Thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó. Thất bại là bạn biết nhưng không làm. Hãy thành thật với bản thân, hành động theo tiếng